gì cho quý nhà đầu tư đã quay trở lại với bản tin tài chính BT News của BT Group. Em là Nhật Linh sẽ tiếp tục đồng hành cùng các anh chị trong bản tin ngày hôm nay. Trước khi đến với tin tức và chiến lược của tuần mới, em xin phép điểm qua một số thông tin đáng chú ý có trong tuần vừa qua. Với thị trường vàng, giá vàng tăng trong tuần vừa qua. Giá vàng tăng mạnh trong bối cảnh lo ngại lạm phát gia tăng khi chính quyền của Tổng thống Joe Biden đề xuất triển khai gói tài chính gần 6.000 tỷ USD để hỗ trợ các gia đình Mỹ và phát triển cơ sở hạ tầng quốc gia. Với thị trường dầu, giá dầu đã có những tín hiệu khởi sắc trong phiên giao dịch tuần vừa qua. Dầu thô đang được hỗ trợ mạnh trở lại sau những triển vọng về kinh tế toàn cầu sẽ phục hồi, thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu tăng cao. Việc các nước đang thực hiện chi viện mạnh các vật tư, trang thiết bị hỗ trợ y tế cho Ấn Độ phòng chống dịch được kỳ vọng sẽ sớm hỗ trợ các nước quốc gia Nam Á ngăn chặn dịch bệnh, qua đó sẽ giúp cải thiện nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu trong thời gian tới. Với thị trường ngoại tệ, giá trị đồng đô la Mỹ bị ảnh hưởng tiêu cực vào những ngày đầu tuần bởi những lo ngại về lạm phát sau khi chính phủ nước này đang đẩy mạnh kế hoạch chi tiêu lên tới gần 6.000 tỷ USD. Tuy nhiên, sau đó đồng đô la Mỹ đã có những dấu hiệu khởi sắc trong bối cảnh nước Mỹ nhộn nhịp trở lại sau khi hoạt động tiêm vaccine ngừa COVID-19 diễn ra trên diện rộng. Các bang đã cho phép cửa hàng, quán ăn mở cửa trở lại, hoạt động bán lẻ tăng mạnh. Với AUD, đồng đô la Úc đã có những chuyển biến tích cực vào giữa tuần vừa rồi nhưng lại giảm vào cuối tuần. Dữ liệu về giấy phép xây dựng nhà mới ở Úc đã gây ấn tượng mạnh với mức tăng kỷ lục so với cùng kỳ năm ngoái là 61,5%, cao và vượt mức tăng trưởng ước tính là 17,4%. Điều này đã dẫn đến sự bùng nổ của đồng đô la Úc. Tuy nhiên, đồng đô la Úc giảm mạnh sau khi Trung Quốc cho biết họ sẽ ngừng đối thoại kinh tế với Úc trong thời gian tới. Tiếp theo sẽ là tin tức và chiến lược của ngày hôm nay. Giá vàng hôm nay mùng 10 tháng 5, tuần mới lạc quan với giá vàng. Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên đêm qua tại Mỹ tăng 16 USD lên 1830,7 USD trên ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 6 trên sàn COMEX New York tăng 16,3 USD lên 1832 USD trên ounce. Tốc độ tăng trưởng của việc làm chậm lại diễn ra ngay cả khi dự luật cứu trợ COVID-19 trị giá 1,9 nghìn tỷ USD mà Tổng thống Joe Biden ký vào tháng 3 năm 2021 bắt đầu có hiệu lực thông qua nền kinh tế, bao gồm trợ cấp thất nghiệp mở rộng và chi phiếu kích thích trị giá 1.400 tỷ USD. Khảo sát về giá vàng tuần tới của Kitco với 16 chuyên gia trên phố Wall thì có tới 14 người dự kiến giá vàng sẽ tăng, chỉ 2 người cho rằng giá vàng đi ngang và như vậy không có dự báo giá vàng sẽ giảm. Đối với khảo sát trực tuyến với 1.485 người tham gia thì 76% trong số đó tin rằng giá vàng sẽ tăng, 14% cho rằng giá vàng sẽ giảm và 10% có quan điểm giá vàng sẽ ít thay đổi. Nhiều nhà phân tích lưu ý rằng sự bứt phá vững chắc của vàng qua vùng kháng cự mạnh nếu trên đang tạo ra động lực để vàng có thể tăng lên vùng 1850 USD trên ounce. Tỷ giá ngoại tệ ngày 10 tháng 5, USD tiếp tục giảm giá. Chỉ số US Dollar Index đo lường biến động đồng bạc xanh với rổ 6 đồng tiền chủ chốt đứng ở mức 90,23 điểm, giảm 0,79%. Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát vào tháng 3 năm 2020, Quốc hội Mỹ đã phân bổ 5.300 tỷ USD cho các gói kích thích, dẫn đến sự thâm hụt ngân sách hơn 3.000 tỷ USD trong năm tài chính 2020 và thiếu hụt 1.700 tỷ USD trong nửa đầu năm tài chính 2021. Fed đã giữ lãi suất ngắn hạn cố định ở mức gần 0 trong hơn một năm, bất chấp một nền kinh tế đang phát triển với tốc độ nhanh nhất trong gần 40 năm. Lo ngại lạm phát đã xuất hiện do tất cả các khoản chi tiêu và tốc độ tăng trưởng nhanh chóng. Nhưng các quan chức Fed cho biết sau một đợt tăng ngắn trong năm nay, áp lực tăng giá có thể sẽ giảm xuống. Cuối cùng, thay mặt cho BT Group, em xin kính chúc các quý nhà đầu tư có một ngày làm việc hiệu quả và giao dịch đại thắng lợi.